Xin cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Thưa quý vị, vào ngày 28 tháng 12 năm 2022, tại Hà Bắc Trung Quốc đã khép lại vụ án đầu độc em vợ gây hoang mang dư luận một thời. Vụ án nổi tiếng không chỉ vì mối quan hệ thân thiết của hung thủ và nạn nhân, mà còn phương thức hạ độc với thái độ máu lạnh của hung thủ. Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay sau đây. Cô gái tên Manh Manh đã học đại học năm thứ nhất ở huyện Uy. Vào ngày 5 tháng 12 năm 2021, chị gái của Manh Manh có việc phải đi ra ngoài nên đã nhờ em gái đến nhà để giúp chăm sóc con nhỏ 3 tuổi. Trong thời gian đó, anh rể đã yêu cầu Manh Manh uống hai cốc thuốc cảm với lý do ngăn ngừa cảm lạnh. Nhưng ngày hôm sau, Manh Manh bắt đầu uể oải, nôn mửa và tiêu chảy. Ban đầu gia đình nghĩ cô bé bị cảm lạnh nên đã mua thuốc từ trạm xá trong thôn, sau đó đưa Manh Manh đến trạm y tế để truyền dịch nhưng tình trạng bệnh tiếp tục xấu đi. Người thân cảm thấy có điều gì đó không ổn nên vội đưa cô đến bệnh viện huyện Uy để điều trị. Sau nhiều ngày chẩn đoán và điều trị, bác sĩ không tìm ra nguyên nhân gây bệnh, gia đình phải chuyển manh manh đến bệnh viện nhân dân tỉnh Hà Bắc để điều trị. Vào ngày 17 tháng 12 năm 2021, sau nhiều lần kiểm tra, bác sĩ phát hiện có chất paraquat, thuốc diệt cỏ trong nước tiểu của manh manh với nồng độ là 70 nanogram trên 1 ml. Con bé thậm chí còn chẳng biết chất paraquat là gì, chị manh manh nói. Cô cho biết em gái trước đó không hề uống thứ gì kỳ lạ và cô chỉ nhớ rằng vào đêm ngày mùng 5 tháng 12 năm 2021, Thuốc mà chồng cô pha cho manh manh có mùi rất lạ Gia đình càng nghĩ càng thấy có chuyện không ổn Sau khi biết kết quả xét nghiệm Họ đã trình báo vụ việc lên công an địa phương Thông tin manh manh bị anh rể là Trần Mỗ Đầu độc bằng thuốc diệt cỏ Đã làm dậy sóng cộng đồng mạng Sau đó cảnh sát địa phương đã tạm giữ hình sự anh rể của manh manh Mối quan hệ của manh manh và anh rể khá tốt Thế nên khi chân tướng vụ việc sáng tỏ Chúng tôi đã suy nghĩ rất lâu Nhưng thực sự không hiểu tại sao cậu ta lại làm như vậy Cô Quách nói Ông Mã, Cha của Manh Manh nói rằng ông và con rể có mối quan hệ tốt, không hề xảy ra xích mích. Con rể thường ngày làm việc bên ngoài nên chúng tôi ít có cơ hội tiếp xúc. Ban đầu khi chưa tìm ra nguyên nhân, nó còn giúp đưa tôi đến bệnh viện thăm con. Ông Mã nói thêm. Theo cô Quách nhận xét thì tính cách của Trần Mỗ hơi hướng nội. Sau khi sự việc xảy ra, người thân của anh ta cũng không hề đến xin lỗi hay chia buồn. Trước hành vi khó hiểu của hung thủ Trần Mỗ, dân mạng cũng để lại nhiều bình luận trái chiều cũng như phỏng đoán nguyên do hắn ta đầu độc em vợ. Thật sự khó hiểu, chẳng lẽ tự nhiên vô duyên vô cớ đi hại người ta à? Thấy gia đình có vẻ cũng ấm êm, quan hệ anh rể, em vợ cũng hòa thuận, mà sao tự nhiên lại thế nhỉ? Có khuất tất gì chăng? Dùng hẳn thuốc diệt cỏ thì hết cách cứu rồi, phải hận thù lắm mới hạ quyết tâm giết người đến thế. Không biết nguyên nhân là gì luôn, thật khó hiểu. Có khi nào gia đình quá vô tâm nên mới không biết con rể đã mang hận thù từ lúc nào? Chắc phải có thâm thù đại hận gì thì mới ra tay độc ác như vậy chứ nhỉ? Chồng có ở nhà mà lại gọi em gái đến nhà trông con hộ, tôi thấy cô chị cũng đáng trách và quá chủ quan. Phải trang gã anh rể có ý đồ bất chính, sợ bị lộ nên đã ra tay bịt đầu mối. Sau nhiều giờ liên tục thẩm vấn, cảnh sát đã thu được thông tin quý giá, đó là nghi phạm Trần Mỗ cho rằng do điều kiện kinh tế gia đình mình kém nên bị nhà vợ khinh rẻ, từ đó nảy sinh ý định trả thù. Tối ngày mùng 5 tháng 12 năm 2021, sau khi pha loãng số thuốc diệt cỏ còn lại ở nhà với nước, hắn ta đã đưa cho nạn nhân manh manh uống hai bát, khiến cô bé bị ngộ độc ông mã bố của nạn nhân đồng thời cũng là bố vợ của hung thủ nói gia đình chúng tôi cũng không giàu có nào dám khinh rẻ ai sao cậu ta lại có cái nhìn phiến diện như vậy được chị gái của manh manh nói rằng ban đầu cả nhà cứ nghĩ em gái bị áp lực học tập nào ngờ lại bị đầu độc sau khi biết hung thủ gia đình ông mã cũng không tìm gặp con rể để hỏi rõ ngọn ngành mà giao lại cho cảnh sát manh manh bị suy hô hấp chức năng gan thận bị tổn thương nặng hôn mê sâu tình trạng vô cùng nguy kịch về việc cô gái trẻ có thể hồi phục hay không vẫn là hy vọng hết sức mong manh. Gia đình manh manh đều là nông dân, kinh tế không dư giả nên cố gom tiền với hy vọng có thể chữa khỏi cho con. Bà Quách, dì của manh manh đã khởi xướng một quỹ từ thiện trên Internet để kêu gọi cư dân mạng ủng hộ tiền nhằm chữa chạy cho nạn nhân. Được biết, phí nằm viện và thuốc men hàng ngày của cô gái trẻ là hơn 20.000 tệ, tương đương 71,9 triệu đồng. Từ hôm manh manh đổ bệnh, gia đình đã nợ hơn 100.000 tệ tương đương 359,5 triệu đồng. Ngày nào cũng có tầm hơn trăm người ủng hộ, ít nhiều gì cũng là tấm lòng, gia đình chúng tôi hết sức cảm kích. Bà Quách nói, Trần Mỗ cũng sống ở huyện Uy, thành phố Hình Đài, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, chỉ cách nhà của Manh Manh 45 km. Trả lời phỏng vấn truyền thông, chị gái của Manh Manh cho biết mọi chuyện trước đó vẫn bình thường. Sau khi cô rời đi thì chồng Mỹ yêu cầu Manh Manh uống nước có hòa lẫn dung dịch thuốc diệt cỏ. Manh Manh thấy mùi vị khác lạ nhưng thấy anh rể trừng mắt cảnh cáo đành uống hết bát thuốc Hôm sau khi em vợ có biểu hiện ngộ độc khiến cả nhà sốt sắng Hắn ta vẫn ung dung đi làm bình thường như không có chuyện gì xảy ra Được biết Trần Mỗ là con một trong gia đình Bố mẹ làm nông, kết hôn với chị gái của Manh Manh hơn 4 năm và có một cậu con trai Các thành viên khác trong gia đình Manh Manh nhận xét Hắn là người sống nội tâm, ít nói, rất thương yêu vợ và cả hai chưa từng xảy ra xung đột Thậm chí họ cũng không có mâu thuẫn gì với Trần Mỗ nên khi biết động cơ của hắn cả gia đình họ mã đã rất bất ngờ vợ của hung thủ cô mã nói gia đình chúng tôi đối xử với anh ta rất tốt biết chồng thích ăn thịt nên mỗi lần về thăm mẹ tôi lại nấu nhiều món thịt để chiêu đãi con rể cô cho biết thêm khi quay về nhà em gái có kể lại chuyện anh rể ép uống thuốc manh manh ngửi thấy mùi lạ nhưng vẫn bị ép uống thậm chí lúc đó trần mỗ còn không bật đèn cô mã biết chuyện định đi hỏi chồng nhưng lúc đó hắn ta đã ngủ say vào khoảng 22 giờ ngày 17 tháng 12 năm 2021, Manh Manh được phát hiện có chất paraquat, thuốc diệt cỏ, nồng độ cao trong nước tiểu. Cho đến khi Manh Manh được đưa đến bệnh viện, Trần Mỗ vẫn không hề thú nhận việc mình đầu độc em vợ. Điều đó trực tiếp ảnh hưởng đến việc điều trị và khi có kết quả thì dạ dày của cô bé đã gần như đã bị thiêu đốt hết. Cảnh sát thủ lý vụ án Triệu Ngọc cho biết đây là một tình tiết rất quan trọng vì nó thể hiện được sự quyết tâm muốn giết người của nghi phạm Trần Mỗ. Cô Mã nói rằng chồng rất bình tĩnh sau khi gây án và hoàn toàn phủ nhận tội trạng khi bị cảnh sát áp giải về đồn. Cô Mã đau khổ nói, tôi đồng ý để pháp luật trừng phạt anh ta và cũng không muốn gặp lại kẻ muốn giết em mình. Manh Manh hiện vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Nhân dân tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, còn Trần Mỗ đã bị bắt vì tình nghi cố ý giết người vào ngày 28 tháng 12 năm 2021. Thưa quý vị, tình yêu luôn nảy nở với người bao dung và chạy trốn với kẻ hiểm ác. Trong kỳ án dưới đây, hung thủ chính là người đáng lẽ nên làm tròn chữ hiếu chứ không phải dắp tâm hãm hại mẹ chồng như thế này. Trang Sina đưa tin, gần đây tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc đã xảy ra một vụ án đầu độc mẹ chồng. Hung thủ không ai khác là nàng dâu quý. Tuy nhiên điều làm cho mọi người không khỏi bất ngờ lẫn bất bình chính là động cơ khiến cho người con dâu này nỡ lòng ra tay hạ sát mẹ chồng một cách ác độc chỉ vì là cô ta cho rằng mẹ chồng quá vô dụng, không giúp đỡ được gì cho con cháu. Thông tin cho biết, người phụ nữ họ Trịnh tên đã được thay đổi, năm nay 44 tuổi. Nhiều năm qua, anh Trịnh, chồng cô ta, vì phải đi làm ăn nên thường xuyên xa nhà, vì thế người phụ nữ này cùng các con ở nhà với mẹ chồng. Cuộc sống của gia đình họ cứ tưởng như vậy lấy êm ả và hạnh phúc trôi qua. Hàng ngày cô con dâu chịu trách nhiệm chính trong việc quán xuyến gia đình, chăm sóc các con, phụng dưỡng mẹ chồng. Chẳng ai ngờ được nàng dâu Thảo này đã âm thầm tích tụ sự phẫn nộ đối với mẹ chồng từ lúc nào. Cuối cùng không kiềm chế được, đã quyết định ra tay hạ sát bà cho rảnh nợ. Bắt đầu từ tháng 10 năm 2020, cô con dâu họ Trịnh đã nhiều lần lén bỏ thuốc chuột và các món ăn cô đem lên phục vụ cho mẹ chồng. Có lần cô ta bỏ vào món cá lăng, lần thì bỏ vào dĩa lòng lợn yêu thích của mẹ chồng. Tuy nhiên sau những lần đầu độc đó, cô ta đều thấy mẹ chồng không có bất cứ biểu hiện gì, có vẻ như liều lượng thuốc chuột cô cho quá nhẹ nên không đủ gây ngộ độc đối với bà. Ấm ức khi mưu sát hại mẹ chồng mãi không thành, lần này cô ta quyết tâm làm mạnh tay hơn. Có một hôm xem trên mạng thấy đoạn video về acid sulfuric cô ta liền đặt mua một lọ. Tiếp sau đó, cô ta đổ axit vào phích nước trong phòng của mẹ chồng. Bà mẹ chồng không hay biết tính mạng mình đang bị đe dọa nên chẳng một chút đề phòng. Hôm đó bà rót nước từ phích ra để uống, nhưng vừa nhấp vào miệng, liền thấy lưỡi có cảm giác ngứa rát và người được mùi nước khá khó chịu. Bà tưởng mình có vấn đề nên còn nhờ hàng xóm nếm thử nước và họ cũng đồng tình nói rằng nước có vấn đề nên bà không uống nữa. Sau đó bà đem nước đổ xuống đất thì phát hiện dưới đất nổi bọt trắng xóa. Lúc này bà mới linh cảm có điều không ổn. Sáng hôm sau, trong lúc đang ngồi trong nhà thì bà mẹ chồng bất ngờ bị nôn ra máu, cơ thể khó chịu nên đã nhanh chóng tự mình đến bệnh viện cấp cứu và gọi cho công an báo cáo tình hình, nghi rằng bản thân đã bị đầu độc. Quả đúng như nạn nhân dự đoán, bác sĩ sau khi cấp cứu cho bà, phát hiện trong máu có chứa chất diệt chuột. Nạn nhân bị một số tổn thương trong miệng do axit và được xác định bị rối loạn đông máu. Cảnh sát tỉnh Giang Tây nhận được thông tin về sự việc đã đến nhà nạn nhân làm cuộc điều tra. Trong tủ lạnh họ phát hiện hũ lòng lợn muối còn dư chứa thuốc diệt chuột. Phinh nước ở trong phòng nạn nhân cũng tìm được lượng axit ở bên trong đó. Cô con dâu liền bị cảnh sát bắt giữ, đưa về đồn để thẩm tra. Ban đầu cô con dâu này liên tục kêu oan, phủ nhận đã đầu độc mẹ chồng. Tuy nhiên khi cảnh sát đưa ra các bằng chứng không thể chối cãi, cô ta đành phải cúi đầu thừa nhận mọi hành vi độc địa đã gây ra. Trước sự tra hỏi của nhân viên cảnh sát, cô con dâu khai rằng vì bản thân cảm thấy quá áp lực trong cuộc sống gia đình và chăm sóc con cái mà bà mẹ chồng lại chẳng giúp đỡ được gì cho cô ta cảm thấy mẹ chồng như một gánh nặng, ở nhà chỉ biết ăn ngủ rồi làm phiền con cháu, cô ta quyết định trừ khử bà càng sớm càng tốt. Cuối tháng 4 vừa qua, tòa án địa phương đã tuyên phạt bị cáo Trịnh tội danh cố ý giết người, mức án 4 năm tù giam. Bị cáo được chính mẹ chồng đưa đơn xin tòa giảm nhẹ hình phạt. Những nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, xin kính chào và hẹn gặp lại.